sẽ nhận trúng 10 triệu. 10 triệu! Sẽ nhận để có cơ hội trúng 4 giải 10 triệu đồng và 500 thẻ cào điện thoại di động mỗi ngày từ Dr. Thành cho Thành Không Độ Number One. 10 triệu nữa! Yeah! Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài! Thật mệt! Hãy xé nhẫn, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để trúng thưởng mỗi ngày từ Dr. Thành cho Thành Không Độ Number One. Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình quay số trúng thưởng xé nhãn liền tay trúng ngay 10 triệu đến từ các nhãn hàng trà xanh Không Độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực Number One, Number One chanh và dâu, Number One anti chanh muối và trà sữa Macchiato Không Độ. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu chị Nguyễn Thị Hương là đại diện từ phía người tiêu dùng. Và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay số để tìm ra chủ nhân đầu tiên của giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Xin mời chị Hương tiến hành quay số lần đầu tiên ạ. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số HMSNC4Y dài số 3 với 4 số điện thoại cuối 86891. Xin mời chị bấm nút lần thứ 2. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số N887DCTQ với 4 số điện thoại cuối 9606. Xin mời chị bấm nút lần thứ 3. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số 4TT7RB32 với 4 số điện thoại cuối 0838. Xin mời chị bấm nút lần thứ 4. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số 3CRG683U với 4 số điện thoại cuối 3406. Kính thưa quý vị và các bạn, ngoài 4 giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng, chúng ta cũng sẽ bấm nút để tìm ra 500 chủ nhân may mắn của thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Xin mời chị bấm nút. Kính thưa quý vị và các bạn, để tham gia chương trình và có cơ hội trúng những giải thưởng hấp dẫn của chương trình, quý vị và các bạn hãy nhanh tay mua các sản phẩm đến từ các thương hiệu trà xanh Không Độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực Number One, Number One chanh và dâu, Number One anti chanh muối và trà sữa Macchiato Không Độ. Đừng quên xé nhãn và gửi mã số dự thưởng về cho chương trình theo cú pháp mã số gửi 6020 hoặc nhập mã số miễn phí trên website chuctrieumoingay.com. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Mỗi ngày như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành quay số để tìm ra 4 chủ nhân may mắn của giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng và 500 thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Như vậy là lúc này đây, trên màn hình của chúng ta đã hiển thị lên tất cả các chủ nhân may mắn đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các quý khách hàng. Ai sẽ là người tiếp theo may mắn sở hữu các giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng cùng hàng trăm thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng? Đó có thể là bạn. Vì vậy, đừng quên theo dõi thông tin trúng thưởng trên website chuctrieumoingay.com hoặc gọi về số tổng đài của chương trình 1800545478. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Sẽ nhận trúng 10 triệu. 10 triệu! Sẽ nhận để có cơ hội trúng 4 giải 10 triệu đồng và 500 thẻ cào điện thoại di động mỗi ngày từ Dr. Thành cho Thành Không Độ Number One. 10 triệu nữa! Yeah! Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài! Thật mệt! Hãy xé nhãn, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để trúng thưởng mỗi ngày từ Dr. Thành cho Thành Không Độ Number One.